game today. Hello, chào anh em, mình là Tuấn Cơm và đây là kênh Game Today. Trong cái quá trình vừa qua thì mình nghỉ khá là dài, không biết là anh em còn nhớ mình không? Cháu Khoai thì cũng là thấy bố nghỉ dài quá thì cũng có nói là bố ơi, bố livestream cho các chú xem đi. Thì mình bảo với cháu là thôi, bố còn phải để cho con ngủ. Thế là bố bây giờ là bố chỉ có làm clip bố up lên hướng dẫn cho các chú các cô thôi. Đấy, thế là thôi thì cháu cũng là có gọi là tạo điều kiện ủng hộ bố cháu. Rồi mẹ cháu thì cũng là ủng hộ bố cháu luôn, nên là bố cháu lại tiếp tục quay trở lại các anh em nhá. Rồi. Hôm nay tớ thì tớ lại leo rank anh em nhá. Vẫn là cái nhận định meta. Rồi. Ơ sao không có cái tiếng ở trong game nhỉ? Để mình chỉnh lại, kéo cái tiếng ở trong game lên. À, nó bị cái tiếng nhạc của game. Để mình tắt cái tiếng nhạc đi nhá anh em nhá. Rồi. Sau này là mình sẽ lồng cái nhạc vào, nó sẽ hay hơn cái nhạc ở trong game. Chúng ta bắt đầu cái game hôm nay anh em nhá. Let's go. À mà trước khi gọi là đầu cái game này thì mình cháu Khoai ấy, là cháu có nói với mình là bố ơi, là bố nhắn bố chuyển lời giúp con đến các cô các chú. Thì bố cháu xin là chuyển lời của cháu Khoai đến các cô các chú là cảm ơn tất cả các cô các chú là trong cái thời gian vừa qua là ủng hộ bố cháu, ủng hộ cho cái kênh của bố cháu nhá. Thì hôm nay thì cũng là chính thức là đạt là 10.000 sub. Thì là rất là cảm ơn tất cả các cô các chú trong thời gian vừa qua đã luôn ủng hộ kênh của bố cháu. One human was harmed in the making of this game. Đồ hơi ít. Ồ, hai con Tinker, hai con BH ở lượt thứ 3. Ở trong những cái giai đoạn đầu game ý, thì mình lên ưu tiên những cái việc là lấy những cái con nó có thể giúp lên 2 sao trước. Vì vậy là mình bán con Queen of Pain đi anh em nhé. Bán con Queen of Pain, sau đó ưu tiên là con BH này có thể lên 2 được sớm. Ở cái giai đoạn đầu game ý, thì có những cái con mà nó rất là mạnh ở cái giai đoạn đầu game. Ví dụ như là con AM hoặc là con BH ý, thì nếu mà lên được 2 thì tốt nhất là các anh em lên sắm cho mình những cái con đó ở trong đội hình, bất cứ nó là cái đội hình gì. Đó. Rất là may mắn là mình đã có thể là đưa tới ở đây có hai con Ulysses ở level 2. Và mình để cho con ma nó cầm cái đồ tăng. Cho con Tinker cầm cái ngọc tăng mana đi. Ok. Tạm thời thì mình cũng chưa định hình được là chơi cái gì cả. Tuy nhiên có một con BH ở 2 sao ở giai đoạn đầu và có một con Tinker 2 sao thì nó chắc chắn là mình sẽ có thể là chơi theo Win the Trick được. Rất là mạnh ở giai đoạn đầu game. Kết hợp với một con ma giúp có một cái bộ gót ở đây giúp cho BH và Tinker có thể xả skill rất là nhanh. Giảm cái cooldown của nó. Skill ở đây mình đã có nói chung là có tiền ý, giai đoạn đầu thì cứ mua thôi. Có một con AM và một con Beastmaster. Skull Hunter thì mình sẽ cho Skull Hunter vào đã. Tận dụng cái lợi thế là bây giờ đang có con ma, có cái hiệu ứng của God ở đây. Thì cho Skull Hunter vào có thể là tung trưởng được nhiều hơn, tung skill nhiều hơn anh em nhá. Rồi cái lượt này cũng thắng rồi, nhìn là biết là thắng rồi. Những cái bộ như là cái bộ Goblin này, Warrior, nó khá là có lợi thế ở cái giai đoạn đầu game. Warrior thì cái giai đoạn
Khoảng tân 5, tân 6 thì có vẻ hơi yếu một tí. Nhưng đến khoảng tân 10 ấy, là bắt đầu là Warrior là khá là khỏe. Và Goblin thì nó sẽ kéo dài đến khoảng tân thứ 15 thì vẫn khỏe. Ở đây có được một cái bộ sát thủ mình sẽ đưa vào nhá anh em nhá. Up level lên 5 và đưa cái bộ sát thủ vào thay cho con Skull Hunter ra ngoài. Ở đây mình lại có thêm một con Glock nữa. Mình sẽ có thể là ở trong cái trò này thì có những cái con sau đây mà nếu mà xếp theo cái thang điểm ấy từ 1 đến 10 ở trong cái giai đoạn đầu game ấy, thì mình đánh giá những cái con như là con BH, những cái con như là con Glock, con Tinker, con Timbersaw hoặc là con AM là những cái con mà ở trong giai đoạn đầu game thì nó sẽ là điểm 10 luôn cho chất lượng luôn anh em ạ. Trong những cái giai đoạn đầu game thì những cái con đó rất là mạnh. Lại có thêm một con BH và một con Enchant. Những cái con mà như con BH này thì thậm chí là đến giai đoạn giữa và giai đoạn late game nó vẫn khá là mạnh. Cái giai đoạn late game thì yếu hơn một chút, nhưng mà cái con ví dụ con AM thì giai đoạn late game nó vẫn rất là cần thiết cho một số những cái đội hình. Nó vẫn rất khỏe. Nó giúp cho chúng ta có thể counter lại những cái bộ như là bộ Demon. Những cái con thuộc bộ Demon thì rất là mạnh, như là những cái con mà gây ra những cái damper xuyên giáp. Có con AM ở trong đội hình thì thực sự là con AM nó giúp ích cho rất nhiều. Đặc biệt là những cái đội hình mà khỏe nhiều giáp, có ở trong đó cái con AM thì thực sự là nó rất là có lợi thế. Tuy nhiên là ở cái bộ lần này thì mình đã có cái con BH và con Tinker là lên 2 được rồi, sớm rồi. Tiếp theo là có thể là sẽ có cái con Glock. Ở đây mình có một con Shaman 2 sao. Tạm thời thì cứ giữ lại đây đã. Tí nữa thì có thể là dùng đến. Có một con Velom, có khi là sẽ lấy con Velom thay cho con ốc. Cái lượng đam của con Velom nó sẽ to hơn con ốc. Mình thì mình cũng không có cái ý định là sẽ chơi cái bộ Assassin ở đây. Có một cái người anh em có hỏi là mình có rớt hoàng hậu à. Ok, xem nào, lấy một cái icon rất là đáng yêu, đáng thương. Đây rồi. Buồn quá anh em ạ. Đấy, thế là có anh em mà nhận ra mình. Tuy nhiên là không còn là Queen nữa. Bây giờ thì chỉ là King thôi. Cũng phải chia sẻ với anh em mà thời gian vừa qua thì là từ lúc đi bệnh viện về. Ồ, ở đây là có một con BH. Hai con BH rồi. Cho vào thôi. Up level 6 luôn. Không nói nhiều. Có một con đa rồ, cứ để đây đã anh em nhá. Rất có thể là nó sẽ có một cái đội hình gì đó mà mình chuẩn bị giới thiệu cho anh em đấy. Nó sẽ rất là hay đấy. Tuy nhiên là sẽ từ từ nó mới có thể xây dựng được cái đội hình đó. Mình sẽ phải đi rất là từ từ anh em nhé. Đi rất là từ từ. Từ tốn, chuẩn bài. Đấy, mình hướng dẫn cho anh em là cực kỳ là kỹ lưỡng về cái cách chơi của cái từng bộ một. Làm thế nào để không bị thọt ở giai đoạn đầu game. Chơi như thế nào cho ổn anh em nhé. Anh em cứ thế mà anh em nhìn những cái clip mình chơi, anh em chỉ cần chơi như thế thôi thì là đảm bảo với anh em là anh em sớm muộn gì anh em cũng lên King, lên Queen anh em nhé. Lại chia sẻ với một chút với anh em là tại sao mà mình bây giờ mình lại bị tụt một cách nó thảm hại như thế. Đang ở Queen, sau đó thì đến hôm nay chơi lại thì cũng... Đấy, thôi xong rồi. Lại ra một cái con Glock nữa. Giờ Glock cũng đã lên được 2 sao. Anh em sẽ thấy là ở đầu game thì mình có giữ là hai con Enchant. Thì thực ra hai con Enchant đó chỉ là mình đợi thôi. Mình đợi để ra con Druid rồi mình sẽ up lên 2 sao mình bán đi. Thì mình sẽ được lời thêm một tiền anh em ạ. Nên là bây giờ mình sẽ bán đi anh em nhá. Với một cái đội hình như thế này ở turn thứ 10, đây nó là cái turn mà đa phần là chúng ta sẽ xác định đi theo cái đường nào từ cái turn thứ 10 này. Và ở đây thì chúng ta như cái đội hình nhìn như thế này thì chúng ta có thể xác định là chúng ta đi theo hai con đường. Một là chúng ta sẽ chọn theo cái con đường Goblin.
cái gốc của nó sẽ là Goblin và mix thêm một cái gì đó vào. Thứ hai, nó có thể là Assassin. Nó có thể là Assassin anh em nhé. Ở đây Assassin cho cũng khá là nhiều. Tuy nhiên ở cái trận đấu này thì có lẽ là mình sẽ chơi Goblin anh em nhé. Dạo gần đây thì cũng ít chơi Goblin, và mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái bộ Goblin chơi ở cái ở mức high rank, xem nó sẽ như thế nào anh em nhé. Bởi vì có nhiều anh em có nói là Goblin thì rất là khó chơi ở cái mức high rank. Thì đúng là nó có khó chơi thật. Tuy nhiên là nó cũng sẽ có những cái nhược điểm, yếu điểm. Nếu mà mình nắm vững được, mình hiểu được nó, thì mình sẽ kiểm soát cái trận đấu mà mình chơi Goblin chặt chẽ, thì mình có thể là mình giành chiến thắng được anh em nhé. Cái bộ sát thủ thực ra là dạo gần đây chơi khá là nhiều. Nếu anh em quan tâm đến bộ sát thủ thì anh em có thể search những cái clip mà mình đã từng chơi ở những cái buổi live stream anh em nhé. Bộ sát thủ chơi khá là nhiều đấy. Sát thủ kết hợp với cả Druid, sát thủ kết hợp với một vài những cái bộ khác, thì anh em có thể tìm hiểu nhé. Có nhiều anh em là cũng bảo mình hướng dẫn cái bộ sát thủ, thì có lẽ là mình sẽ hướng dẫn sau, hướng dẫn sau kỹ hơn về cái bộ sát thủ. Thời gian hiện tại thì mình khuyên anh em là cũng không lên chơi cái bộ sát thủ ở cái ranking nhiều cho lắm. Nó sẽ không ổn định đâu, cái bộ sát thủ nó sẽ không ổn định đâu. Thay vào đó là mình có kết hợp bộ sát thủ ở cái giai đoạn đầu game để giúp mình cải thiện cái lượng đam. Và mình sẽ thay thế dần ở những cái giai đoạn late game. Hiện tại thì thú thực với anh em là nếu mà để leo rank mà dễ dàng nhất thì cứ vua beat mà táng thôi nhá anh em nhá. Cứ vua beat thôi là chắc chắn là anh em sẽ tăng rank leo ổn định luôn. Còn từ khi già con đa rồ thì bộ sát thủ nó không còn tín nữa rồi. Ở đây mình sẽ hơi khó cái chỗ này. Mình sẽ up lên 7 để mình lấy cái win the trick. Tuy nhiên là mình không muốn lỗ tiền. Mình sẽ không đưa con Kunka và con Sadafien vào nữa. Để mình giữ cái 40 tiền này, mình lấy interest lần sau. Đấy. Coi như là mình sẽ vẫn giữ cái win the trick ở đi. Vẫn thắng mà. Cái bộ Goblin ở cái giai đoạn đầu nó rất là mạnh. Nó sẽ mạnh đến cái turn thứ 10, 17, 18. Tầm đấy, tầm turn thứ 15 là vẫn còn khá là mạnh. Sau cái turn sói thì sẽ có những cái nhà loot the trick ở cái phía dưới. Họ cũng sẽ có cái lượng tiền tương đương với mình. Họ sẽ up 7 và có những cái con như là những cái bộ F ấy, hoặc là những cái bộ về Warrior ấy. Thì những cái bộ đó nó sẽ ở trong cái giai đoạn turn thứ 15-16 ấy, nó sẽ lật kèo rất là mạnh mẽ. Trong khi đó thì ở cái turn thứ 16 thì những cái bộ như là bộ Goblin này thực ra thì nó lại bị yếu về cái mặt đam. Nó sẽ thiếu đam khá là nhiều. Thì hiện tại thì mình cũng đã bổ sung cái lượng đam bằng những cái con đây. Ở đây anh em sẽ thấy là mình sẽ gặp một cái bộ Goblin. Tuy nhiên là cái bộ Goblin nó phòng thủ rất là mạnh ở đây, là kết hợp với cả Warlock ở quân địch. Tuy nhiên cái lượng đam của quân địch thì rất là yếu. Lên cái giai đoạn này cái bộ Goblin của quân địch gần như là không thể thắng được mình. Ở đây mình có kết hợp cái bộ Goblin của mình với cái bộ sát thủ, thì cái lượng đam của mình nó đã được củng cố về cái mặt đam. Những cái yếu điểm nó sẽ được bù vào bởi cái bộ Assassin. Thì thực sự là cái bộ Assassin kết hợp với bộ Goblin ở cái giai đoạn này khá là tốt. Ở đây có một con Sailing Assassin. Mình sẽ thay con Viper ra anh em nhé. Mình sẽ thay con Viper ra. Như đã nói từ đầu là mình sẽ không chơi Assassin. Đó. Mình sẽ chơi cái bộ Goblin. Và quay trở lại cái bộ Goblin này thì cái yếu điểm của nó thì mình nói rồi đấy, là cái phần đam vào cái giai đoạn giữa game nó rất là yếu. Như ở đây mình chọn nó là bổ sung cái lượng đam bằng bộ Assassin, nhờ có kết hợp một con Assassin ở trong cái bộ Goblin là con BH, với hai thêm hai con Assassin nữa. Thực ra cái bộ Assassin này nó rất là dễ lấy.
anh em ở đây nó có rất là nhiều các cái con assassin mà anh em có thể lấy được suốt từ cái giai đoạn level 1 đến level 4 là rất nhiều con anh em có thể lấy ra. Tuy nhiên là anh em có thể thay thế cái con assassin bằng một cái con khác, có thể là cái con SF chẳng hạn, cũng là một cái con gây ra cái lượng đam khá là lớn, kết hợp với bộ Warlock là ok ổn. Hoặc là những cái con như là con Razo, con Queen of Pain thì nó là những cái con mà có thể là bù được cái lượng đam thiếu của cái bộ Goblin này ở cái giai đoạn giữa game anh em nhé. Đồ mình sẽ cho con Templar Assassin và tí nữa mình sẽ bán đi Siling Assassin đấy anh em, mình quen gọi là Templar Châm Anh. Rồi, ở đây chúng ta đã gặp một cái bộ không biết là có thắng được cái trận này không đây. Có thắng được không? Vẫn thắng. Những cái bộ như bộ Lai này, bộ Lai Tron thì có thể là tương lai sớm thôi, không sớm thì muộn nó sẽ có thể là lật được kèo đấy. Ở đây cũng rất là may mắn là ở cái lượt này, lượt 16 mình vẫn chưa thua. Tuy nhiên là đến cái giai đoạn, gần đến cái giai đoạn là mình chuẩn bị thua rồi. Bởi vì sao? Cái lượng hồi máu ấy ở cái giai đoạn đầu game đối với những cái con Goblin thì nó rất là khỏe. Tuy nhiên đến cái giai đoạn giữa game ấy thì những cái hồi máu nó còn không còn khỏe nữa. Những cái hồi máu đó nó không còn khỏe nữa. Vì cái lượng đam và những cái số lượng Ulit ở trên bàn cờ nó rất là lớn, khiến cho cái hồi máu nó không có đáng kể gì cả. Những cái con Ulit nó sẽ bị kết thúc rất là nhanh. Thì những cái bộ như là bộ có giáp khỏe như là bộ Lai hoặc là bộ Warrior nó sẽ có lợi thế ở cái giai đoạn giữa game rất là nhiều. Thôi xong, ui sao mạnh thế này. Ôi, ở đây là đã có một Ulit 3 sao rồi. Mới ở có round thứ 17 thôi. Và hình như là ui cái bộ này là full Warrior rồi. 7-6 Warrior mạnh quá. Đó, và mình đã thua ở cái lượt này. Cái lượng giáp ở cái đoạn giữa game rất là mạnh anh em ạ. Ui Kunka cũng lên được 2 sao rồi. Trời, sao mạnh vậy. Và đây nó là top 2 đây anh em. Top 2. Tuy nhiên bây giờ mình thua thì mình cũng xin chia sẻ với anh em một cái kinh nghiệm của mình khi mà chơi cái bộ Goblin. Đó là cái bộ Goblin này này, thì cái con co ấy, nó là cái con bom ấy, cái con tích truy ấy. Vì vậy nên là nếu mà anh em có muốn roll ấy, anh em có muốn gamble ấy, thì tốt nhất là anh em lên 8. Với những cái anh em mà cái lượng máu của anh em nó thấp quá thì mình khuyên anh em là lên roll ở cái level 8. Đấy, để anh em có thể là tìm được ra cái con Goblin thứ 6. Một cái con rất là khó. Ở cái giai đoạn này thì thôi, thì thua rồi thì cứ thua đi. Với một cái lượng máu nhiều kèm theo con đa rồ trong đội hình, mình vẫn có thể cầm cự được. Và mình có thể lấy cái loot the trick đến turn thứ 21 cũng được, không có vấn đề gì hết. Mình sẽ cố gắng up lên 9. Cái phần trăm mà ra được cái con tích chi nó sẽ là 3% thay vì 1% ở level 8. Anh em sẽ thấy là với cái việc mình win the trick liên tục đến turn thứ 16, và từ turn thứ 16 đến turn thứ 21 mình sẽ chơi theo cái lối lose trick, thì cái lượng tiền của mình nó là rất là nhiều. Đã thua thì là thua một mạch luôn, mà thắng thì là thắng một mạch. Cái lượng tiền của mình nó rất là nhiều ở đây. Và nhờ cái lợi thế về cái lượng tiền đó thì mình sẵn sàng mình có thể là bỏ cái lượng tiền đấy ra ở cái level 9. Và mình roll ở level 9 để tìm ra cái con tích chi. Và những cái con ở 4, cái level 4, cái level 4, những cái con 4 tiền nó ra rất là dễ ở level 9. Nhiều bạn sẽ nói là lên gamble ở level 7, thì nó là tùy cái đội hình. Một vài cái đội hình là phải gamble ở level 7. Nhưng cái đội hình này thì không cần. Những cái con ấy mà mình cần ở trong đội hình này, nó lại là những cái con hai cái con co, nó là con Tron, Warrior và con Tech-Chi. Nó đều là những cái con có cái lượng tiền nó rất là cao, cần phải có level cao để roll ra. Còn những cái con
sợ thấp sao ấy thì ở trong cái đội hình này thì mình không cần thiết lắm. Như ở trong cái đội hình này mình đang xây dựng thì tí nữa mình sẽ bán hết những cái con thuộc hệ Assassin và mình thay vào những cái con thuộc hệ Tron. Cái bộ Goblin nó sẽ được cái bộ Tron nó giúp cho cái lượng đam nó khá là ổn định ở cái đoạn late game nhờ cái tốc đánh của cái bộ Tron. Ở đây xem một loạt khá là nhiều người chơi ép rồi. Đấy nó là cũng là một cái lợi thế cho mình khi mà không có ai chơi mết cả, không có ai chơi mết cả. Đấy, mình như mình đã nói, bây giờ mình đã ra con Tron. Như mình đã nói, đã ra con Tron rồi. Luôn ở level 9 rất là dễ. Tạm thời mình sẽ xem là bỏ con gì ra. Tạm thời mình sẽ đưa bộ vua lóc kết hợp với cả Tron vào đây. Mình sẽ cố gắng tìm ra con Witch Doctor nữa. Cho con Witch Doctor vào đây nữa để đủ cái bộ Tron anh em nhé. Mình sẽ tiếp tục roll ở cái turn sau. Sẽ roll ở level 9. Tìm đủ bộ Goblin và đủ bộ Tron. Ở trong cái đội hình này thì mình sẽ ưu tiên up level hơn. Bởi vì cái slot của nó ấy, nó phải đủ 10 slot nó mới có thể nhét được đủ cái bộ của mình vào. Mình sẽ roll tiếp. Đây rồi. Có Witch Doctor đây rồi. Ở đây bây giờ mình đã có bộ Warlock kết hợp với cả bộ full bộ Tron giúp cho các Elite có thể đánh nhanh hơn. Cái bộ Tron ở trong cái bộ Goblin khá là mạnh đấy nhá. Anh em có thể thấy là trong bộ Goblin cũng có một con nó dựa vào cái tốc đánh, đó chính là con Goblin thứ 5, con Anchemist. Và con đó khi mà được búp cái tốc đánh của cái bộ Tron lên thì nó đánh cực kỳ là hăng luôn. Mình sẽ roll tiếp anh em nhé. Ở cái turn sau mình sẽ roll tiếp. Cố gắng roll ra cái bộ Goblin. Thiếu một con nữa thôi. Bộ Goblin thiếu một con nữa thôi. Có lẽ là lên để Timber ở ngoài. BH thì nó vẫn là mạnh hơn. BH 2 sao là vẫn mạnh hơn. Anh em có thấy là mình liên tục là mình vẫn là loot the trick từ lấy đến giờ. Mình sẽ vẫn thua ở cái giai đoạn này thôi. Vì thực ra là cái giai đoạn này cái lượng đam của mình nó vẫn chưa đủ. Lượng giáp của mình vẫn chưa đủ. Sẽ mất khá là nhiều máu ở cái lượt này đây. Ui, 11 máu. Rất là may là mình có con đa rổ trong đội hình. Nó giảm cái lượng mất máu đi rất là nhiều. Buộc phải tìm được con tích chi để đưa cái đội hình này lên mạnh nhất. Roll tiếp anh em nhé. Ra được con tích chi rồi. Chúng ta up lên 10 thôi. Bây giờ mình sẽ đưa cái đội hình của mình lên 10 anh em nhé. Đây nó là một cái đội hình rất mạnh. Rất mạnh. Và khi mà chúng ta đủ bộ 6 Goblin kết hợp với cả 4 Tron thì thực sự là không có đối thủ đâu anh em ạ. Không có đối thủ đâu. Ở đây chúng ta có thể là có thua được không? Không, không thể thua được. Không thể thua được, cái lượng đam mình rất là mạnh. Đối thủ thì chưa có, chưa hề có con Tích Chi. Chúng ta đã có thể tiễn kim lên bảng. Cũng chơi bộ Goblin như chúng ta. Ôi, tuy nhiên là ở sân của Lai thì họ đã thắng được chúng ta một, bằng một cái lý do đấy. Mà Lai có thể thắng được bộ Goblin với cả 6 Goblin. Chà. Chúng ta đã có thể full team Goblin kết hợp với cả Tron. Tuy nhiên bây giờ cần phải đưa các cái con Elite lên 2 sao hết. Tầm này thì chưa chết được đâu, nên là mình bắt đầu mình giữ tiền ở cái tầm này. Cho con bom, cái ngọc tăng mana cho thả bom nhanh.
cho ăn che mít, cho sống trâu, tăng cơ, ok. Rồi. Mình sẽ giữ tiền thôi, bây giờ mình sẽ giữ tiền thôi anh em. Khi là máu giảm xuống thấp thì mình sẽ roll. Còn hiện tại thì cũng không cần thiết là phải cố gắng là slow ball. Không cần thiết là phải slow ball cái game này. Bởi vì thực ra thì các bạn ở dưới thì cũng mạnh mà, các bạn có thể là tự giết nhau. Những cái người có nhiều máu thì sẽ có lợi thế hơn qua những cái đợt tấn công. Ôi nhưng mà ở đây có BH, thôi được rồi, luôn vậy. Thêm một con Shadow Shaman, một con Witch Doctor, một con Anchen nữa. Trời ơi, mỗi lần ra một con, hết tiền rồi. Ui xong rồi, 7 tiền. Thủ chết rồi, luôn hết tiền không ra, lại phải bán đi. Thôi xong rồi. Quả này lỗi quá. Thôi bán. Bán cờ lóc đi vậy. Lỗi quá. Trời ơi. Lỗi quá, biết thế bán một cái con nào đấy đi để mà mua con BH. Thế thôi. Đi dùng hết cả tiền xong cuối cùng là không ra. Chán thật đấy. Thế là mất. Mất là phải 30 tiền rồi. Đấy mất 30 tiền luôn. Rất là đáng tiếc là mình vừa rồi là mình xử lý hơi vội. Hơi vội quá anh em ạ. Hà lỗi là không vội được đâu. Từ từ thôi. Hơi bị lỗi một tí. Lấy là quá là vội vàng. Khi mà roll để ra một con BH nữa. Nhưng mà thực ra là rất là khó. Rồi cũng chả có cái gì. Cay thật. Tạm thời là đa dồ lên được 2 đã. Bây giờ phải tìm được con Witch Doctor mới khó này. Witch Doctor bây giờ mới lên được. Ở cái level 10 thì tìm hơi khó luôn. Một con BH nữa, một con Witch Doctor nữa. Còn những cái con như là con Troll thì cũng vẫn không ra. Level 10 rồi xoay như thế mà không ra. Tuy nhiên là ở bây giờ mình đang có full bộ nên là mình cũng ui nhưng mà cũng không biết được. Sao có vẻ như là ở lượt này là rất là có thể là đang thua cái bộ Lai đây. Lai kết hợp với cả Chôn. Ui comeback mạnh thế. Nhà tàu 9 này comeback rất là mạnh. Ui hắn đang có 5 máu thôi nhưng mà hắn comeback rất là mạnh mẽ ở đây. Khi mà đã lên tới top 5 rồi. Mình thì đang tụt máu dần dần. Ui trời ơi, may mắn như vậy sao? Thế thì nó lại là một câu chuyện khác. He he. Hay lắm. Một lượt trong một lượt mà có Anchemit. Kèm theo đó là Troll Warrior lên 2 luôn. Thế thì nó lại là một câu chuyện khác anh em nhá. Thực ra anh em nhiều khi anh em bảo là mình hên. Thì lấy thì xoay thì nó không ra thì thực ra là những cái con lấy là nó nhận được tín hiệu của mình. Alo. Đấy những cái cú roll của mình là mình alo nó. Nhưng mà tắc đường khổ lắm. Hà Lội thì nó không vội được. Tắc đường nên bây giờ thì không roll nữa thì nó lại ra. Thôi được rồi. Ui bây giờ mình đang gặp cái top 1 ở đây. Với một cái bộ có một con Enigma để counter lại bộ Goblin. Tuy nhiên là mình vẫn ăn được thì phải. Ăn được không? Ăn được rồi. Anh em thấy không? Cái lượng đam nó rất là khỏe. Cái có cả lượng đam lẫn cái lượng phòng thủ, cái lượng giáp, lượng hồi máu rất là mạnh mẽ. Đây nó là một cái bộ mà nó phải gọi là công thủ rất là toàn diện. Khó một tí ở cái giai đoạn giữa game thôi. Khá là khó ở cái giai đoạn giữa game. Nhưng đến cái giai đoạn cuối game, khi mà anh em siêu tập được đủ bộ 6 Goblin kết hợp với 4 Tron thì vô đồi anh em ạ. Thực sự nó phải gọi là thiên hạ vô địch luôn. Độc cô cầu bại. Ui dồi ôi, làm gì có thằng nào nó đánh được mình nữa. Tầm này thì còn thằng nào đánh được mình nữa đâu. Bây giờ thì thôi, cứ để đây đợi thôi, đợi tiền thôi, để giữ tiền đợi thôi. Xem nào, đối thủ. Mấy cái nhà ép thì thôi nhá, bỏ qua nhá. Bộ Warrior thì hơi sợ một tí. Mà cái tay này hình như là nó đang định chơi 9 Warrior luôn đây này. Khi mà bây giờ chả có thêm một cái con Ulysses thuộc cái hệ tộc khác ở. Xem nào, bên này cũng thế luôn. Duy nhất một con Enigma trong đội hình. Trời.
Một Thanh Liên mà chơi tới 9 con Warrior đây, xếp cái đội hình Warrior 9 con, không thèm mix thêm một bất cứ một cái con nào khác. Khá là tự tin với cái đội hình 9 War của anh. Rồi, bộ Lai đã bị tiêu diệt bởi chính Tuấn Cơm. Hay lắm. Đó, khi mà đưa lên các unit lên 2 thì thực sự là bộ Lai không còn phải là đối thủ nữa. Với cái lượng giáp nó gọi là may rủi thôi. Lúc tăng, lúc có giáp, lúc không có giáp. Còn mình thì lúc nào cũng có giáp, lúc nào cũng có hồi máu, rất là khỏe. Ngoài ra thì những cái lượng đam thì thôi rồi, không phải nói, công thủ nó gọi là toàn diện luôn. Khi mà con Alchemist nó xả cái bãi độc ra và một quả bom rơi vào đúng cái bãi độc đấy thì thốn phải nói là thực sự là đến tận lỗ rốn luôn anh em ạ. Xem nào, những cái bộ ép nó đã dần dần nó vươn lên. Bộ cái bộ Warrior mà gặp bộ ép thì xác định là chết luôn. Bây giờ đang rất là mong các bạn ép ở đây có tới tận 2 bạn ép thì mình rất là muốn là 2 bạn ép trước khi gặp mình thì gặp bộ War trước để có thể là tiêu diệt War trước. Thì chắc chắn là ở cái giai đoạn late game khi mà mình chỉ còn gặp những cái bộ ép thì đương nhiên là mình sẽ giành chiến thắng là điều chắc chắn rồi. Không thể nào mà có thể là sai được, lệch đi được. Khi mà cái bộ ép chỉ cần một quả bom nó lổ ở giữa cái bộ... Úi dồi ôi! Sát đáo Saman lên được 3 sao rồi. Hay lắm. Đồ cho Troll này. Lắp cái đa gông cho Tinker đi. Rồi. Kháng phép cho Troll luôn. Rồi. Tạm thời là như thế đã. Sẽ đổi vị trí của Alchemist đã nhá anh em nhá. Cho ra ngoài xả độc cho nó nhanh. Ở đây mình gặp bộ ép. Rất là may là cái con AM nó lại tiếp cận. Không phải là con Alchemist mà nó tiếp cận vào con Kibersaw. Alchemist có thời gian để có thể tăng mana và xả được một cái bãi độc. Kèm theo đó một quả bom đã tung ra sau khi bãi độc thả ra. Rất là mạnh. Tuy nhiên là sao mà có vẻ như là địch thủ cũng khá là mạnh ở đây với một con... Hai con Hunter 3 sao rồi. Con Mirana và con Sniper. Tuy nhiên là cái con Dazzle mình cũng kéo khá nhiều thời gian, khá nhiều đam của con Sniper vào những cái con búp bất tử. Kèm theo đó là một cái hack. Hay lắm. Mình vẫn có thể ăn được. Bộ Warrior đang dần dần mất đi cái lợi thế của mình. Rồi. Tuy nhiên là ở đây là mình đã có thể đưa con Victor tờ hoài lắm. BH đã lên được 3 sao. Tuy nhiên là bây giờ mình có cảm giác như là bộ Hunter đang sắp chết đến nơi rồi đấy. Hunter mà chỉ cần gặp bọn War thôi thì là có thể chết. Mình sẽ tiến một cái bộ ép lên bảng cái lượt này chăng. Bây giờ mình đã gặp sao mạnh thế nhở? Không, cái bộ Warrior giờ nó đủ 9 con rồi anh em ạ. Bây giờ thì nó lại là một câu chuyện khác. Ui, rất là mạnh ở đây. Bộ Warrior không biết mình có ăn được không. Mình vẫn ăn được. Warrior đã đủ 9 con. Tuy nhiên là cái lượng giáp của mình nó rất là mạnh. Chỉ còn 3 người thôi. Tên Warrior có vẻ sống khá là trâu. Nhận thấy là team Warrior nó có sử dụng cái con Tron Warrior lên. Mình sẽ, mặc dù là lên 2 nhưng mình vẫn sẽ mua. Mình ghim lại đây. Tron Warrior của đối thủ sẽ, mình sẽ ghim ở đây để hắn không thể mua được anh em nhé. Hai lần gặp Warrior liên tiếp luôn. Bây giờ thì Tron của team địch thì vẫn level 1 thôi. Tuy nhiên là team địch cũng có khá là nhiều cái con lên 3 sao rồi. Anh em có thể thấy là mình đếm sơ sơ là có tới 5 con đã lên 3 sao rồi. Rất là mạnh. Với 9 con vua thì thực sự là cái giáp của nó rất là trâu. Một cái lổ bom ấy. Thua rồi. Ui, đánh không xi nhê luôn ạ. Đánh không xi nhê luôn. Cái bom của con Tích Chi nó lại là đam vật lý. Bọn này thì nó sợ đam phép hơn. Thôi xong rồi, đồ nó búp hết cho con sắc lắc.
Bên cạnh đấy thì là bộ ép nó cũng đã đi tong. Vậy là bây giờ là mình sẽ phải chơi với cả Warrior. Ép nó đã lên bảng điểm số từ cái turn trước rồi. Ồ, thế thì đây nó sẽ là một cái trận đấu mà nó thực sự nó gọi là cân tài cân sức đây. Kẻ tám lạng người thì là lửa cân. Khi mà bây giờ hai cái bộ này đều là những cái bộ trâu chó nhất trong game. Ồ, rất là mạnh ở đây khi mà 9 Warrior có tới 3 con. 3 con ở đây rất là mạnh lên 3 sao. Và những cái con khác thì gọi là phụ họa thôi, chứ còn con sói lên 3 sao rồi. Zaglak lên 3 sao, full đồ. Khá là mạnh. Tuy nhiên cái con troll của đối thủ thì vẫn 1 sao và mình có cơ hội mình thắng ở trận này. Khi mà bây giờ cái con troll nó là con Ia Dam chính của đối thủ thì vẫn level 1. Ô nhưng mà ở bên sân đối thủ thì đối thủ có vẻ vẫn thắng. Nó mới lạ. Bằng một cái lý do đấy mà ở sân đối thủ vẫn có thể chống đỡ được cái đợt tấn công của mình. Và đối thủ đang có cái dấu hiệu là tích tiền. Thì bây giờ đối thủ không hiểu sao sắp chết đến nơi rồi mà đối thủ lại có thể là rất là cứng. Thanh Liên rất cứng ở đây. Thanh Liên người Hàn Quốc rất cứng khi mà giữ 40 tiền. Để xem nào. 5 con 3 sao, trong đó có con sói và con Zaglak. Tuy nhiên là cái con tiểu học, cái con chuôn nó vẫn là tiểu học thôi. Vẫn có cơ hội thắng. Mình không nghĩ là đối thủ sẽ lên 10 đâu. Khi mà tích tiền như thế này chả nhẽ lại lên 10 chăng? Lên 10 thì cho con nào vào? Enigma chăng? Enigma để counter lại Goblin cũng hợp lý. Đối thủ cũng là hợp lý đấy. Có một cái tính toán khá là hợp lý khi mà có thể là tích tiền lên 10 và cho con Enigma vào. Không, không hề. Họ đã bán con Enigma rồi. Vậy họ tích tiền để làm gì? Tích tiền để làm gì vậy anh em? Chưa hiểu lắm. Không biết là cái lượt này có thể ăn được đối thủ không đây. Đối thủ đã thay đổi đội hình. À được anh em ơi, may quá. Lướt theo, mình sẽ thay đổi vị trí con bom để có thể lệch với cả vị trí con sói và con Kunka. Chính điều đấy sẽ giúp cho cái silent của họ là không thể là silent được mình. Đặt được bom là ok. Tuy nhiên là sao đối thủ có vẻ như cứng quá. Tại sao có thể cứng được như thế? Zaglak từ nãy giờ vẫn máu vẫn như vậy luôn. Gần như là không mất máu. Khỏe vậy. Ở bên sân đối thủ thì đối thủ lại ăn được mình rồi. Ui, John Warrior của mình bị hội đồng cho. Xong rồi, bên này thì mình vẫn ăn. Đây nó một cái trận đấu mà nó phải gọi là, bình thường thì nó là lấy trứng chọi đá, nhưng mà đây nó gọi là bê tông chọi đá luôn. Hai bên nó rất là cứng ở đây, rất là mạnh mẽ ở đây. Mình sẽ lấy hết những cái con John Warrior. Ở đây có một con bom nữa. Thôi thì roll ra vậy. Xem đối thủ nào. Có lên 10 không thế, vẫn tiếp tục roll. Đối thủ cũng roll nhẹ rồi. Có roll nhẹ mấy phát rồi. Tuy nhiên là đối thủ vẫn chưa lên 10. Mình thay đổi đội hình một tí. Ở vị trí ôi chết rồi. Có vẻ như là mình đặt cái vị trí con bom hơi bị sai một chút. Thực sự là cái trận đấu này rất là căng thẳng khi mà suốt từ turn thứ 33 đến bây giờ hai bên giằng co nhau. Chưa có bên nào là gọi là có mất một cái lượng máu khá lớn không. Nhưng mà lượt này thì có vẻ như là mình mất máu rất là nhiều cái lượt này. Không, 12 máu ạ. Trời ơi, sao khỏe vậy Warrior. Mình nghĩ là cái phiên bản bên đối thủ cũng bị mình ăn 4 con. Hay lắm. Rất có thể là lượt sau là mình sẽ bị thua. Rôn thôi. Cờ lóc. Rôn thôi anh em ạ. Rất có thể là lượt sau mình sẽ bị thua. Cần con bom 2. Bom 2. Toàn cho Anchemist ạ. Cần nắm một con bom vào cái giai đoạn hiện tại. À, nhưng mà mình cũng sẽ có thể là đưa cái con Anchemist và con tròn lên 3 nhá anh em nhá. Ui, không biết là thế nào đây. Tại sao đối thủ có thể mạnh như thế? Thật sự là như thế luôn ạ. Cái lỗ bom gần như là bây giờ không mất máu nữa. Cái quả bom nó lổ ra với cái lượng giáp rất
là trâu của bọn Warrior này thì không thể nào mà làm mất máu được. Khỏe thật sự luôn. Không, nhưng mà mình vẫn ăn là chắc luôn. Ở cái lượt này mình vẫn ăn, hay lắm. Lượt này mình vẫn ăn. Đối thủ ở bên sân đối thủ ăn mình 8 con ạ. Dã man. Bằng một cái lý do đấy, mình sẽ sưu tập thêm một con tròn nữa thôi là cái, có thể là trận đấu nó kết thúc được rồi. Một con tròn nữa thôi, một con tròn nữa thôi anh em ạ. Chỉ cần một con tròn nữa thôi. Ôi, đối thủ vẫn tiếp tục là bây giờ là vẫn chưa lên 10 luôn. Tiếp tục roll chả nhẽ. Cái ý định của đối thủ là đưa con Kunka lên 10 à. Mình thay đổi vị trí để con tròn sang phía bên góc này, câu kéo được những cái thời gian. Có lẽ là lượt sau mình sẽ phải thay đổi một lần nữa. Con tròn sang góc này nó sẽ tẩn mấy cái con ở phía bên này. Nhưng mà có vẻ như là không biết là có đúng không. Bên kia thì có vẻ như là cái con Zaklak câu kéo được khá là nhiều thời gian ở phía bên kia. Ở bên cánh phải, bên cánh trái thì có vẻ như là bên này làm khá là tốt, khá là tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng mà không, thua rồi. Dã man quá, không thể tin được. Khỏe thật sự luôn. Mình nghĩ là nên có một cái gọi là lớp nhẹ cái bộ Warrior và cái phiên bản tiếp theo. Ôi, trò chơi kết thúc ở đây anh em ạ. Con trôn nó rỡ ra. À, à, yeah. Không, nhớ lại những cái lần trước khi mà mình cười sớm, anh em có nói là gáy sớm thì ăn gì. Trời ơi, bảo bao nhiêu lần rồi. Từ từ đã, đừng có cười vội Tuấn ạ. Cứ từ từ để xem cái tên 41 nó như thế nào đã. Bây giờ máu thì nó cũng sàng sàng với nhau thôi. 16 với cả 12. Trời ơi, một cái trận đấu mà nó cân tài cân sức. Thật sự là nó rất là gọi là hồi hộp cho cả người chơi lẫn người xem. Mình dám chắc với các bạn là một cái trận đấu mà nó cân kèo từ tên thứ, nó phải qua 10 tên rồi mà cái trận đấu nó vẫn chưa thể kết thúc được. Thật sự là một trận đấu rất là cân kèo ở đây. Đồ chôn chôn hết. Xem nào. À, có một cái đồ, một cái đề xô. Thì không biết là đề xô thì bây giờ cho ai đây. Búa đề xô cho BH. Cho BH có vẻ hay hơn Anchemist. Anchemist này cho đồ thủ thôi. Cho BH đánh đam tay cho mạnh. Úp cho BH nhá. Luôn thôi anh em ạ. Anchemist tình cờ. Đối thủ đã lên 10 và đưa thêm một con Kunka vào. Bây giờ đối thủ có hai con Kunka, hai sao. Sẽ có hai thuyền được đặt ra. Chết rồi, sai lầm rồi. Tí nữa mình sẽ chuyển đội hình. Không biết là mình có cơ hội để có thể chuyển đội hình nữa không. Khi mà con Zaklak ở bên này là quẩy một phát chết hết cả đội hình ở bên mình. Bên này trời ơi mạnh quá. Con Zaklak một mình nó chơi cho 4 con thì thôi, trận này thua chắc luôn anh em ạ. Một mình tròn 3 không thể làm được cái gì cả. Tí nữa là phải thay đổi đội hình thôi. Chứ như thế này thì chết. Chết rồi, đã bảo rồi là gáy sớm đi ăn gì. Thua. Thao thật sự luôn. Bên kia cũng thế, thắng luôn ạ. Có lẽ là bây giờ là phải xem thế nào. Một con cờ lóc nữa. Một con cờ lóc nữa thôi. Một con, trời ơi, đúng luôn. Đưa cụa nó, bây giờ phải thay đổi đội hình em. Thay đổi đội hình một tí thôi. Xem nào. Đưa cờ lóc sang bên này. Che chắn cho con chôm một tí. Rồi, kéo sang bên này che chắn cho chôn. Đấy, để BH ở đây. Con Zaklak nó sẽ nhảy con BH. Hai con 3 sao đánh nhau đến Tết mới xong. Rồi bên này có thai, cho thai vào anh em ạ. Có thai, cho thai vào có phải là hợp lý không? Mình thì mình nghĩ là nên để hai cái thuyền thì nó hợp lý hơn là cho con thai vào. Tuy nhiên là có vẻ như là cũng vẫn là hợp lý luôn. Khi mà ở đây mạnh quá. Sao lại mạnh thế nhở? Không, nhưng mà lượt này mình ăn rồi. Lượt này thì trông là mình ăn rồi. Xem nào, bên đối thủ vẫn ăn ạ. Trời ơi, cân kèo vậy. Trận đấu đã kéo dài tới 12 tên kể từ khi mà chúng ta gặp nhau. 1-1. Chỉ còn một con Anchemist nữa thôi. Rồi chỉ còn một con Anchemist nữa thôi. Trời ơi, đúng lúc thế. Thắng rồi anh em ơi.
có hai con 4 tiền 3 sao. Con Antremis sẽ giúp mình chiến thắng cái lượt này, cái trận đấu này. Mình nghĩ là mình nên thay đổi đội hình thêm một chút nữa, mình cho con BH vào. Con BH nó sẽ không bị khống chế con Zaklak, nó sẽ bay đằng sau và đánh thẳng vào cái con Tron. Anh em thấy đấy, con BH nó sẽ tiếp cận con Tron và nó sẽ tấn công con Tron, cái con cây đam chính của đối thủ. Cuối cùng thì cũng giành chiến thắng một cái trận đấu mà rất là cân kèo, cân sức. Hôm nay thì mình đã giới thiệu cho anh em tổng kết lại, đây là cái bộ Tron kết hợp với cả Goblin anh em nhé. Anh em có thể thử chơi và confirm lại cho mình biết liệu là anh em có thể chơi được cái bộ này không. Thì anh em nhớ confirm nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và hẹn gặp lại anh em vào những cái buổi live stream, những cái video clip tiếp theo. Hẹn gặp lại anh em nhé. Bye bye. See you again.